Bữa nay là chính tay hồi sáng con có đăng một cái clip trà là thì dành riêng cho cô chú anh chị nào đam mê trà là, mình muốn trồng trà là, nghiên cứu về trà là thì coi clip hồi sáng. Còn cô chú nào muốn mua cây nho thân gỗ hay những cây độc lạ hay trồng bonsai, trồng kiểng sân vườn chơi thì xem clip này của con ha. Thì bây giờ cô chú xem nè, đăng ký kênh, chia sẻ kênh ha, cho con tăng được view, tăng ơ rồi các kiểu lên để con có động lực làm thêm nhiều clip mới ha, lấy nhiều cây mới lạ rồi về nữa mà bán mà chậm chậm mà bình là buồn lắm, lười lấy cây mới về cho cô chú anh chị lắm. Giống như lô táo hôm bữa đánh một hơi con không còn cây nào, còn cây phía đằng sau một cây duy nhất của thằng Barberet, chút xíu con sale tặng cho cô chú để lấy tương tác ha. Rồi cô chú gắng đón xem clip này tới cuối clip giúp con để có xem mình có mua được cây táo đó không nha. Cây táo con sale mạnh, sale rẻ luôn, giống như là mình vừa bán vừa tặng cho cô chú, chỉ có một cây táo duy nhất thôi. Rồi bây giờ trước mặt con là một cái lô nho này, con đã gắn số cho tất cả các cây rồi. Lô tứ quý này con không còn nhiều nữa, nó rất là đẹp. Lô tứ quý này con còn tầm khoảng 15 cây nữa là con hết. Con đang chờ xếp xe mới nhập xe về, nhưng mà chưa chắc gì lô tứ quý sau nó sẽ được đẹp và giá nó hợp lý như cái lô này đâu. Trước mặt cô chú là một cây nho tứ quý 611. Cây 611 là một cây lùng, rất lùng, xòe rất là xòe, rất là đẹp. Hoa thì đã có nhóm nhóm rồi chứ chưa có hoa nhiều, do lô này trong rập con mới kéo ra ha. Cái cây này nó cực kỳ đẹp, cây đầu lai. Cái cây này là giá chỉ có 1,1 triệu thôi là con bao cước cho mình luôn. Nó rất là đẹp luôn, nó tròn xòe luôn. Lâu lâu con móc ra một cây như thế, cô chú nói mày có hàng đẹp cứ ém mãi. Không có, lâu lâu nó nằm trong hốc trong kẹt á, mà bữa nay hết hàng rồi là lôi ra, là lần này là lần cuối con lôi rồi, khoảng tuần sau con mới về đồ mới nha. Cây này 1,1 triệu, 611, 1,1 triệu, rất là đẹp luôn, tán rất là lùng. Nó nằm cỡ khoảng 1,2 m thôi cô chú anh chị, 1,2 m thôi. Con cắt mấy cành nhỏ này ha, chỉnh tán lại này, là có qua chỉnh sửa một tí xíu, nhưng mà cây nào cũng vậy, cô chú mua tán về không được đẹp, cô chú cắt tỉa theo ý của mình cho nó đẹp. Như cái cây này là 1-2 cành cao lên là nhìn nó có đẹp, con mới cuôn xuống đó, nhìn nó rất là đẹp ha. 1,1 triệu 611, cô chú anh chị nào coi kênh, đăng ký kênh và chia sẻ kênh, cảm thấy kênh con hay, nhiều cây độc lạ chia sẻ giúp con với, cây nào mà nó cảm thấy mua bên con giá hợp lý nè. Nhưng mà có nhiều khi phục vụ hơi chậm tí xíu, cô chú anh chị thông cảm giúp con cái phần đó nha. Con nói thật là đừng có giận, ví dụ như điện thẳng chửi nó hoặc là nhá máy điện nó, cái ê kìa mày điện là cho tao chửi mày chút xíu thôi ha. Tao mua đồ mà đợi mày chậm trễ tao bực bội rồi đó, tao chửi mày chút xíu nhưng mà tao vẫn mua đồ của mày. Con thích khách như vậy chứ không phải là ví dụ nhiều khi gọi hoặc là nhắn tin bị trâu cuộc gọi xong cái giận rồi mất tiêu luôn, cái đó khách hại rộng lượng với con một cái xíu. Thứ nhất não hay quên, hay bị rớt não. Thứ hai là lề mề do không có nhân viên ha. Tự bán xong rồi tự đóng hàng thì có một người phụ đóng hàng, nhưng mà bán tiếp tin nhắn nhận đơn các kiểu thì chỉ có mình con thôi, hoặc là ông chồng phụ chút đỉnh thôi ha. Rồi thôi, tiếp theo nói nhiều quá cô chú anh chị đợi lâu, bỏ qua cái clip này nữa. 502 là một cây tứ quý cũng là lồng xòe, nhưng mà nó cái tán nó hơi thưa hơn bên kia, cô chú thấy rõ không? Cái cây này thì nó 1,1 triệu luôn, nó cũng chung lô đó, nhưng mà tướng nó to hơn xíu đó, tán nó rộng hơn xíu, nhưng mà tán thưa, thằng kia thì tán dày. 502 cũng là 1,1 triệu, lô này con thật sự hết rồi cô chú anh chị. 504 là 1,2 triệu, thật sự thằng 1,1 triệu và thằng 1,2 triệu nó khác xa nhanh 100,000 thôi, nhưng mà nó khác xa lắm. Còn cái thằng 1,2 triệu này là con còn có hai cây duy nhất này mới lôi từ ở trong hốc, trong kẹt, trong hốc bộ tó ra. Thì á, hai cái cây này là con nói là con bao cho mình toàn Việt Nam luôn ha. Đi hết Việt Nam cũng có mua cây nho tứ quý nào mà cỡ bay lớn vậy mà giá 1,2 triệu hết. Cái này là con bao, chỗ này là chỗ con bao cho mình ha. Cái cây tứ quý đó là cái số 504 và cái cây 507 ha. Hai cây này là giá 1,2 triệu nha cô chú. Thật sự hai cây này tiền cước không cũng đang 150,000 rồi đó. Tính ra cô chú mua cái cây này giá chỉ có 1,050,000 thôi, chứ đâu có mắc. Mà đi đâu mua được cái giá này giống như chỗ con bán ha. Cái đó là con bao cho mình cái phần đó. Rồi nè, còn thêm nhiều khi xin quà tặng mà quên tặng, còn bị la nữa, còn bị giận nữa. Đó, bán chiều khách hết lòng luôn vậy đó, mà bị giận hơn hoài à. Rồi tiếp theo tới cây, nãy giờ mới có 4 cây à, tại nhiều chuyện nói hơn nhiều, 4 phút mà bán được có 4 cây, quay được có 4 cây thôi. 613 là một cây nho đỏ lùng. Đỏ lùng nhưng mà gốc không có nhỏ như cô chú anh chị nha, gốc nó to đó.
lại to hơn con thay cái của con đang có hoa như thế này. Thì cái lô này là 700.000 con bao cước đó ha. Thì lô này là nhỏ nhỏ xinh xinh nè, trồng ban công sân thượng được nè, không có gió máy nè ha. Đó, cây này là cây số 63, đang hoa như thế này nè. Già cây lắm rồi. 63. Đây là cây 509. 509 là một cây nho đỏ ha, hàng xịn sò. Đây, gốc của nó đây ha, to hơn ngón tay cái con, tức là nó cỡ ngón chân cái đó. Cây đang đậu trái non nè. Rồi. Cây đang có nhiều hoa thêm nè. Đó. Cây này cũng 700.000 ha, đồng giá 63 và 509 là 700.000, mà lô này có nhiều lắm, hai cây này đang hoa. Con mang ra con quay trước, còn lại thì bán từ từ ha. Lô này con còn 670 cây. Đó. Đó, 700.000 là mình sở hữu được một cây nho lùng lùng xinh xinh như thế này. Được mẹ. Đó. Rồi. Xong, cây tứ quý này. Cây này hơi lùng. Hơi lùng, hàng xịn luôn nha. Đó, cây này là 1,1 triệu luôn. Nhưng đặc biệt một cái là nó rất là già cây. Cây này là cây 64. Đây này, đó. Còn để tay vô là cô chú biết gốc nó cỡ nào rồi ha. Cây này 1,1 triệu, độ già cây của nó là ghê gớm ha. Độ xù của nó nè, đó cô chú đang thấy ha. Rất là xù, hoa rất là nhiều ha. 1,1 triệu cho cây 64 là một cây tứ quý nha cô chú anh chị nha. Đây. Cây 505. 505 là một cây nho đỏ 12 vụ. Buộc dây đen. Cây này 750.000 bao cước về tới nhà. Lô này nó vẫn còn sót lại lơi rơi ở vườn tầm 5-7 cây, cứ nằm trong hốc trong kẹt, các con kéo ra bán. Thì lô này là cuối lô rồi. Lô này con bán cách đây khoảng gần năm rồi đó. Đó. Bây giờ còn được một mớ cây ha. Con bán cái giá 750.000 là không có đi đâu có đâu nha. Con bao cước cho mình nữa. Dạ. 505. 67. 67. 67 là một cây nho đỏ 12 vụ. Một cốt lên một chi nhỏ kế bên. Đây, cây đang nhiều trái non như thế này. Đó, cây này là giá 750.000 là con bao cước cho mình nha. Thật sự bán là lấy niềm lấy tương tác thôi, mấy cây này không có lời đâu cô chú anh chị ơi. Cây 118. 118 là một cái cây. Đây. Con xịt nước riết nó lòi ra như thế này nha. Nhiều cô chú anh chị nó quay mày kiếm cây nào rễ lòi mày quay cho tao, tao làm bonsai. Trời ơi, con xịt nước riết nó lòi ra chứ con không có làm gì nó chứ á. Về cô chú xịt nước nó cũng lòi ra. Đây nó thế này. Siêu trái luôn. Siêu trái luôn. Vừa chín vừa sống, vừa hoa vừa non gì. Ôi nó đẻ liên tục, đẻ sai khiếp. Đó, cây này là 1 triệu. 1 triệu là con bao cước lô này nè. Nho đỏ nó yêu một cái là nho nó trái chùm không nha cô chú nha. Cưng lắm, trái chùm nha. Khác nhau nha. Đó, cây này 750 nè. Cây này 1 triệu nè. Khác nhau nha, khác lô nha. Chứ đừng nói bầu vải nhỏ này nó muốn bán sao nó bán, không có đâu nha. Con bán đàng hoàng đúng giá. Tuy là bầu vải nhưng mà nó khác lô, khác bầu nha cô chú anh chị. Nhìn hai cái dáng là thấy khác nhau nha. Đó, đó thấy không, thằng kia dáng hơn. Nhưng mà về cô chú có thể chỉnh dáng ra giùm con được nha. Thằng này là chỉnh thoải mái đó. Cô chú về bung tàn vô tư. Đó. Thằng này có chiều cao. Cây 600 là một cây tứ quý nè. 600 là một cây tứ quý. Thằng này lực. Gốc to, lực 600, một cây tứ quý 1,1 triệu. Cây đang hoa hết. Nhưng mà về á, có thể là cô chú đưa ra nắng, hoặc là về á, chăm sóc kỹ hơn chỗ của con á. Thì cây trước tiên là nó sẽ đi đọt. Nó mà đi đọt là nó sẽ chậm hoa một tí xíu. Nên là cô chú đừng có nôn mà điện thoại cho con. Ờ mày ơi, về bây giờ nó ra đọt bự dữ lắm, nó tùm lắm rồi mà nó chưa có ra hoa. Không có. Cây mà đi đọt vô phân nhiều sung cây là chậm hoa một tí xíu nha cô chú. Ở đây cái hàng này giống như con đài nó vậy đó. Đài nó bắt nó đẻ liên tục nè. Đẻ trong cái bầu này thật sự đâu có dinh dưỡng gì đâu. Nó ra hoa liên tục. Nhưng mà về cô chú vô phân rồi nó sẽ đi đọt nhiều hơn đi hoa. Cây 508. Cây 508 là một cây tứ quý nha. Cây tứ quý này đang rất là nhiều trái non luôn nè. Đó. Đó. Còn một ít cây thôi con, hết lô này con thật sự hết rồi. Đây. Đây. 508 là một cây tứ quý 1,1 triệu bao cước về tới nhà. Chiều cao nó nằm tầm khoảng 1,4 m, tính luôn cả chóp đọt cao trên đó ha.
Nhưng mà theo như con là con cắt ngang đây luôn cho nó đều lại. Nhưng mà kệ thôi, để về khách ai muốn cắt thì người ta cắt. Đó, rồi 5:08, 9 phút rồi mà nãy giờ quay được có mười mấy cây ha. Nói chuyện nhiều quá. Bán thì chậm, bán thì ế, mà nói chuyện nhiều quá ha cô chú anh chị ha. Nhiều chuyện ha. Nè, mua quà về tặng cho cô chú nè, ổi nè ha. Sao mà mua chưa tặng thì chết nè cô chú thấy không? À, đủ các kiểu hết á, kiều bán lời rất là mỏng. Đây, lũ tím của con này, đây. Thì cái mấy cây này là mấy cây còn lại, nó gọi là hết trái rồi. Hết trái rồi. Bắt đầu nó đi hoa này, ý đi đọt này. Đó, đi đọt đẹp rồi. Đó, lũ tím này, tím cả đọt này, đi đọt đẹp rồi. Ha. Rồi. Lũ tím con còn ít cây thôi, hết luôn rồi cô chú anh chị. Còn lũ tím cao này con còn được 1, 2, 4 cây. 4 cây ha. Đó, lũ cao, lũ cao, lũ to, lũ này lũ cao này. Đó, lũ này. Cây này. Cây này thì 1,3 triệu này, đó. Loại này là 1,3 triệu một cây. Còn nho đỏ cỡ này thì giá tầm 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu. Tí xíu con ra con quay cây táo cho mình nha. Cô chú anh chị đợi con một tí xíu. Con vòng qua cho mình xem lô bánh kem giống nè. Bữa nay nó đẹp kinh khủng luôn. Bước ra đằng trước cho cô chú xem. Ở đằng trước có cái gì nữa ta? Còn một hai thứ linh tinh ở phía trước nữa. Giống như cây nho đỏ này nè. Đó, cây nho đỏ này khá là đẹp luôn. Rất là nhiều trái luôn nè ha. Cây nho đỏ này giá chỉ có 11 triệu bao cước về tới nhà. Quà tặng là mênh mang. Lúc này đang vào mùa trà là nữa nha cô chú nha. Cô chú có ăn trà là thì ới con. Có một số khách con gửi hơi chậm, chắc ngày mai con đi đơn hết cho mình nha. Cô chú anh chị thông cảm giúp con cái phần này nha. Kiều là mới mốt cô chú đặt con là Kiều rề hay Kiều lề mề vậy, con cũng không có buồn đâu. Cái đó là đúng tên của con luôn á. Cái đó là đúng tên của con. Tứ quý nè, tứ quý lớn giá trung bình từ 10 triệu cho tới 13 triệu một cây tùy cây nha cô chú anh chị. Còn hàng xịn sò đằng kia thì giá nó cao hơn một tí xíu. À cô chú anh chị nào thích rep Zalo trực tiếp với 0945707848 giùm con nha. Nay con cun tàn chọc đầu hết, gặp cơn bão hôm qua nó nằm la liệt hết. Bữa nay chồng con cắt cục hết, tạo tán lại cho cô chú anh chị luôn ha. Nhưng mà vẫn còn trừ một số cây cao, nếu ai thích cây cao tầm khoảng 2,5 m cho tới 3,5 m đổ xuống, 2,5 m đổ lên, con vẫn có size đó cho mình luôn nha. Lũ xinh xinh này. Rồi con đi vòng ra phía sau này. Con chuẩn bị về một cái lô táo mới cho cô chú anh chị. Bây giờ táo nói chung nó cũng hot hay sao mà con đem về con bán một phát một nó hết rồi. Vườn con bắt đầu lô tứ quý con hết rồi nè. Còn lô tứ quý to thì giá thì trung bình nó nằm từ 1,6 triệu, 1,7 triệu một cây. Nhưng mà cây nó hơi chậm hoa do con để rập quá đó, nên là con chưa có quay cho mình. Lô này con còn tầm khoảng 10 cây thôi. Đó nè, cây 604 là một cây siêu hoa siêu trái nè. Cây này cô chú anh chị nào lấy thì giá có 1 triệu đồng bao cước về tới nhà nè. Bây giờ là nho đỏ vườn con thì con còn, nhưng mà tứ quý thì con hết rồi ha. Nước quá con không có vô được, nó hơi sâu trong đó đó. Nhiều ha. Ngày mai con sẽ kéo một số cây đẹp ra con quay nữa. Cô chú đăng ký kênh của con ha, để đón xem những cái cây đẹp đẹp á. Con sẽ kéo ra con quay clip cho mình xem nha. 712 cũng là 1 triệu nè. Đó, chà là mô nè, con về nè, con nuôi nè. À, cái đống này vậy chứ nó nhiều tiền hơn cái đống nho bên này của con. Rồi, cây nho đỏ này 12 vụ chậu đỏ này, dáng lùng lùng xinh xinh nè. Cây này già cây rồi nằm chậu đỏ. Cái lô này là giá 1,2 triệu. Đó giờ con bán cô chú biết rồi. Ngày trước con mới về lô là con bán giá là 1,5 triệu. Nhưng mà do sau này còn lại tầm khoảng 5 đến 10 cây một lô thì con sẽ bắt đầu giảm giá, giống như cái lời của mình rồi. Mình bán cái giá hữu nghị hơn một xíu ha, để mình về cái lô mới. Chứ đừng có nói là con nhỏ này nó lời quá nha cô chú anh chị nha. Hồi đó giờ mua đồ của con là biết con đã báo giá lên YouTube là chấp nhận. Con chấp nhận cho cô chú biết ha. Và để cho cô chú so sánh luôn mà. 710 này là cũng 1,2 triệu nè cô chú anh chị. Đó. Sung của con nè. Đang rụng hết lá và đang thay lá lợi. Dù cho sung lớn hay sung nhỏ, sung xịn hay là sung thường thì đang vào thay lá. Chồng con đang chích rễ với lại vô phân cho nó. Khách con chồng rất là đẹp, chụp hình cho con. Kiều ơi cây đẹp lắm em, có cây ra trái rồi, đậu trái non rồi. Nhưng mà chỗ con Kiều nó như vậy nè ha, thì biết là khả năng chăm cây của con Kiều rồi ha. Nó nói thì giỏi lắm chứ nó làm thì dở ồm.
Đây, bánh kem lớn này, đó, lô bánh kem này là 2,2 triệu một cây, rất là to to vật vã như thế này là 2,2 triệu. Hồng giống này, hồng giống như thế này là giá 300.000 là con không có bao cước cho mình nha. Mua một cây, hai cây gì con cũng gửi hết hàng này là hàng nhập, bên trong vẫn còn bọt hủy của nó này. Đó, cô chú thấy không? Thì cái gốc ở dưới là gốc hồng, nhưng mà là cũng là hồng nữa, nhưng mà là cái hồng hộp ươn lên. Còn phía trên phần bo này á, là cái bo chuẩn của cái cây xịn, người ta sẽ gấp ghép vào cho mình đó. Đó, nên cây con bán là cây ghép nha cô chú anh chị nha. Đó, 300.000 là không bao cước nha. Đó đó. Thì tiền cước là 25.000, nếu cô chú anh chị sợ á, bọn mà shipper nó chặt chém á, các kiểu á, thì cô chú anh chị bắt con cộng xếp vào, con tự cộng luôn cho là 325.000 là về tới nhà mình có một cây hồng như vậy. Rồi, gà này cô chú, gà xịn á. Con chuẩn bị đổ lô gà mới Tết này, có ai đá gà alo con luôn. Gà trọi ha, đây. Cây Barbie Red chờ đợi, con sell cây Barbie Red này cho cô chú anh chị nha. Cây Barbie Red này con chia lại, vừa bán vừa tặng cho cô chú anh chị nào chốt đơn cây Barbie Red này á, giá là 350.000. Không, 400.000 đi con bao cước. 400.000 con bao cước cây Barbie Red này. Đó. Barbie Red đọt nó cũng tím luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, hàng Barbie Red này đọt nó tím luôn. Đó, một cây duy nhất ha. 400.000 bao cước. Bán bằng nửa giá lúc ban đầu luôn. Đó. Cây rất là khỏe luôn á. Cây nó khỏe ghê gớm không? Bữa nay ra mầm lại đẹp rồi nè, đó. Đẹp chưa? Rồi, con cây một thôi, hết rồi. Sale á. Sale một cây vừa bán vừa cho đó. Cô chú theo chân con nè. Chết cha, 16 phút rồi. Đây, lô sung của con này. Nhìn nó không có được sung lắm phải không cô chú? Không, nhưng mà cây đang thay lá và lên mầm đẹp. Sung này nó vẫn còn đang bắt đầu sung lại nha cô chú nha. Nè, sung lại rồi đó. Sung lại rồi. Sung lại bắt đầu đẻ. Nè, đó, đẻ trái rồi nè. Đó. Rồi. Nè, còn cái lô bánh kem thì oh my god. Lô bánh kem giống 350.000 một cây, luôn tiền ship về tới nhà là 375.000 một cây. Cô chú anh chị nào thích á, gọi cho con ha. Đây 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 đây. Đẹp lắm, đẹp. Không có chỗ nào bán rẻ như con chứ. Thật, mà đúng cây đàng hoàng nha. Nói cây nào là bán cái đó, bán tầm bậy à. Bán tầm bậy là mình chịu trách nhiệm nha. Là bên chỗ con là chịu trách nhiệm ha. Ví dụ như bán tào lao hoặc là gửi lộn hàng là ok, mở hàng ra không đốn thôi hoàn về cho con. Tiền cước hai đầu chịu, tiền cước hai đầu một cây nho ít nhất cũng phải 150.000, hai đầu là 300.000. Bữa đó lời được nhiều, lời được 400.000 ha, lỗ bán lỗ 300.000 còn 100.000 mua thuốc tức uống. Thật sự nhiều khi á, nhiều khi nhiều quá con làm không có sợi có một mình à. Nó đôi khi nó cũng hơi bị lộn và nó đôi khi nó trục trặc trong cái bộ nhớ của con một tí xíu. Cô chú anh chị thông cảm với con nha. Đó là nó như thế đấy. Đây là bánh kem mướt mát đây. 350 một cây ha. Tư quý này là giá 800 nè. Đó, đang có hoa như thế này. 800. Cây này nè. Cây này không có gắn số nhưng đang có trái non nhiều nè. Đó, 800.000 là con ấy là con bao cước luôn đó. Đó tính nói tầm bậy nữa đó, thấy chưa? Đây, cây bánh kem đẹp chưa? 350.000. Con bao cước luôn á là 375, còn không bao cước là 350. Tại vì thật sự là cây bánh kem không có lợi nhiêu tiền chân á, lời đúng 30.000 à, tiền giấy, tiền đóng hàng, tiền băng keo các kiểu, lời đúng 30.000 luôn, nên là con không có bao cước ha. Cây bánh kem rất là đẹp luôn cô chú. Bữa hổm cắt hết rồi, bữa nay ra đẹp rồi, không có chỗ nào mạnh dạng như của con chân, con nói thiệt luôn á. Cưng lắm, mấy chỗ khác dễ gì, không có đụng tới cái lá nữa, con đây con phụp đầu cạo trọc hết. Rồi. Nhưng mà có nhiều cô chú hỏi con á, bánh kem này ăn ngon không? Con nói thật sự là con chưa được ăn nha. Cái đó là thật sự luôn á, thật sự với lòng mình luôn, chưa được ăn. Nhưng mà cô chú nào thích sưu tầm trồng một cây, hai cây chơi, thật ra là cái đó nó không phải là một số tiền quá lớn, nhưng mà ai thích độc lạ thì người ta sưu tầm thôi ha. Này con cũng vậy, chưa được ăn. Chưa được ăn. Rồi. Con đi vòng qua phía bên đây cho cô chú xem một tí xíu nữa. Con chuẩn bị về đồ cũng khá nhiều nha cô chú, đón xem nha. Chắc xong tuần sau con sẽ nổ đơn.
cây lùng xòe này, lùng xòe này là giá là 700 nè. Mới tỉa sơ đó, 700 đồng bao cước đây. Đấy con còn cái lô này 700, con còn cũng khoảng chừng 50 cây thôi chứ không có nhiều đâu. 700. Nhưng mà bên này nó mới có một hai cái hoa nên là con có quay như cây này nè. Cây này nó đang có một hai cái hoa này ha, nên nó cũng không có được đẹp á. Con đợi bữa nó đẹp con sẽ quay cho mình ha. Rồi cô chú anh chị coi kênh, đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp con nha. Còn một cây cuối like nè, cô chú anh chị nào vớt không? 115 nè, trên chiếc xe rùa nè. Lùng cực lùng nè, ai thích lùng đâu. Ai thích lùng, không hốt em này là tiết cả thanh xuân nha. Lùng lắm thêm con là con cắt cái phần chót ở trên này đó cho nó đều. Rất là lùng luôn, 1 triệu mốt cho một cái em lùng xòe xinh xắn đáng yêu nè. 1 triệu mốt, em ấy đang có hoa này nha mọi người. Có hoa lại rồi đó. Rất là lùng, 115. 1 triệu mốt cho các em này. Rồi, hồng đen sô-cô-la. Cây cỡ này nè. Cây cỡ này là con bán giá 1 triệu 3. Con còn có 5 cây thôi nên là con bán giá 1 triệu 3 ha. Cây nó đang có hoa lại nè mọi người. Cây đang có hoa lại nè. Đó, cây có hoa này là 1 triệu 3 ha. Thật sự là tại sao đầu lô bán 1,5 triệu, giữa lô cuối lô bán 1,3 triệu. Nói mày bán vậy mày bán kỳ mày, mày lời dữ mày, không có. Đây đây cô chú thấy dáng nó. Lúc đầu người ta chấp nhận mua 1,5 triệu là một cái cây nó to hơn một xíu, nó đẹp hơn, tàn tán nó ok hơn đúng không? Đó, như cây này ha, cũng 1,3 triệu. Cái gì cũng vậy cô chú ơi. Mà thật sự con bán không phải nói lời quá đâu. Yên tâm đi, con bán nhà vườn của con rồi đó tới giờ. Cô chú mua hoài ủng hộ cũng biết rồi ha. Mua ở đâu cũng biết rồi, nắm giá hết thời đại 4.0 mà. Một phạt điện thoại ha. Hoặc là một tin nhắn là mình biết ở đâu ha. Hoặc là mình thử mua một lần thử mua ở chỗ đó, hoặc một lần mua chỗ này về mà so sánh ha. Bên kia 1,2 triệu, bên nọ 1,2 triệu. Bên đây 1,1 triệu, bên kia cũng 1,1 triệu. Mà về so sánh lại cái cây thì nó ha. Một cây mẹ với một cây con nha, khác nhau hẳn. Còn sung này thì con đang bán 130 ha. Sung này bữa giờ. Rồi rồi con chào cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.